Minh Tân xin chào cô chú anh chị và mọi người ha. Thì bữa nay em tới nhà của bé Quý thì em cũng trao cái tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho bé Quý là anh Tuấn ở Đức là 8 triệu là trả tiền hòm. Tiền hòm 7 triệu gửi, còn 500 thì người nhà mua bông hoa trái cây cúng cho bé. Còn em gái em Thúy ở Đài Loan thì gửi 1 triệu đồng cho bé là tổng cộng là 9 triệu ha. Thì Minh Tân cũng hai mặt gia đình xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân và mọi người ủng hộ cho Minh Tân trong thời gian qua và được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Minh Tân xin cảm ơn mọi người ha. Thì đây là cái tiền hòm của anh Tuấn ở bên Đức, thì ảnh gửi cho bà là 7 triệu gửi, rồi tiền nhang đèn 500 mới là 8 triệu. Thì bây giờ trả tiền cho anh chủ chơi hòm. Hôm nay chắc mua hiếu và chắc sáng nha mọi người. Thì mình cũng live stream cái video đó, rồi có anh Tuấn ở Đức anh gửi về cho nhà bà, anh mua cái hòm cho bé. Đó, cái này là 7 triệu gửi ha. Đó. Còn 500 kia thì bà mua nhang đèn cho bé ha. Chú có cho phần công cán liệm đó. Thôi công cán liệm đi, con cho cháu đó. Dạ, con cho cháu đi. Dạ, nãy cô có nói. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Em cũng hai mặt cảm ơn cho anh Tuấn ở Đức luôn ha. Cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn anh luôn ha. Dạ. Có giúp đỡ bớt cái tiền tặng liệm. Rồi. Dạ, dạ. Tôi gặp khó khăn, nhiều khó khăn, nhưng mà các Mạnh Thường Quân đã hết lòng ủng hộ gia đình, rồi giúp đỡ gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng thành thật là biết ơn các Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước, và các anh chị đã giúp đỡ đi phái đoàn để giúp đỡ gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng thành thật biết ơn rất là nhiều. Dạ, xin thay mặt gia đình của ông bà nội bé Quý xin cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã cùng chung tay san sẻ yêu thương mỗi người một chút để gia đình để có cái kinh phí để lo cho bé Quý về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Tăng dạ. Tăng vô đây ta. Rồi hồi tối thì con có gửi cho cô là tiền hòm là 8 triệu ha, là của anh Tuấn ở Đức. Rồi bây giờ con trao 1 triệu là của em gái ở Đài Loan, 1 triệu gửi cho bà. Dạ. Rồi con cũng hai mặt cảm ơn em Loan ở mấy giờ mấy chung anh? Mấy giờ mấy chung? Lên cái lịch là 8 giờ. Cái này hơn 8 giờ quá. 8 giờ mà con nhà sắp xếp thôi người ta. Tại nó nhỏ rồi. Nghe trong nhà hơi trễ. Chứ hơn nữa giờ cũng được chiếc không có người. Mình không có cô đâu. Không có người khiêng hả? Không có người phụ. Tại qua cho hay bữa nay người ta có công chuyện. Tới giấc này không thấy ông nào chứ chắc có công chuyện gì. Qua đông lắm. Ngoài này không có ai chứ hả? Má mà. Má giấc này không có ai. Bây giờ chưa có ai lại chưa? Xây ngày qua xây gì rồi xong. Đây là cha ruột của bé ha mọi người. Đây cái chỗ chôn của bé ha, thì cũng đã xây xong hôm qua hết rồi. Là bữa hôm nay chôn hả mọi người?
bé nằm ở đây ha. Lấy đồ rồi cái người mà chị hai anh có về không anh? Chị hai bả về ngày hôm qua rồi bữa nay mai về với là ông anh rể ông cũng đi mổ ở thành phố nữa. Ông bị khối u gì ở đít á. Rồi đi chở anh ta hẹn đúng ra là thứ hai vừa qua đó là mổ đó mà sao dân chở anh ta khám rồi người ta hẹn lại. Đây mọi người, đây là hình ảnh của bé hồi lúc nhỏ ha. Cháu Nguyễn Phạm Phú Quý. Thị trường 9:20-30/3/2021. 12 tuổi. Đồ chơi của bé ha. Nhớ phù hộ ông bà nội cho ông bà nội có sức khỏe nha con. Ông bà nội cực với con dữ lắm luôn. Rồi giờ gặp con nữa con. Chú thay mặt anh em YouTube thì cầu mong cho con được siêu thoát nha con, rồi phù hộ cho ông bà nội nha. Vậy là xong kiếp người rồi đó. Bà nội xúc động hơn rồi. Chưa, để con trao tiền cho Mạnh Thường Quân cái. Trao tiền anh quay về. Dạ thì mấy em con xin chia buồn cùng con nha. Dạ thì đứa bé nó tới cái đó nó phải đi rồi con. Dạ thì cô cũng đừng buồn ha. Dạ thì dạ.
rồi cái tiền vật tư, cái vật liệu mà mình mua để làm mồ cho bé cô, mình có trả được phần nào chưa cô? Không có trả, vật tư thôi. Qua cho chú cho trả tiền hòm rồi. Còn người ta trả cái tiền hòm, dạ. Là 7 triệu rưỡi. Dạ, còn cái này là mình muốn thiếu ha. Thiếu. Cái tiền mà vật liệu ha. Liệu thiếu. Mình có biết là thiếu bao nhiêu chưa cô? Biết nội nó biết chứ. Biết nhiêu không chú? Có 5 triệu. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu là... Cát đá, xi măng, là hết trơn toàn bộ. Mà chưa có tiền gạch á. À, chưa có cái gạch mang dáng đó. Dạ. Thì mấy anh em con được biết hoàn cảnh của bé Quý, mẹ bỏ rơi, rồi cô chú là ông bà nội đem về nuôi mười mấy năm qua. Hoàn cảnh của ông bà nội cũng rất là khó khăn. Thì bán rau, cắt rau bán để lo cho bé Quý. Sau khi bé Quý mất thì ông bà nội không có khả năng để lo hậu sự cho bé. Dạ. Thì sau khi mà tụi con đăng cái clip lên thì có những mạnh thường quân để tiền để giúp đỡ gia đình mình làm mồ mả cho bé Quý chú. Dạ. Thì đây là con đọc cái danh sách em để con mở cái này nhỏ nhỏ nha. Đây là danh sách của những mạnh thường quân giúp đỡ bé Quý. Dạ, con đọc từng tên hết cô. Dạ, em Mai Tươi 200 nè, Facebook Sơn Tiền 200, Shop Kim Tiến 300, Facebook Na Xíu Muội 1 triệu, Facebook Thủy Tiên 300, Facebook Đặng Thị Phượng Hằng 100, Facebook Đỗ Thanh Thảo 200, Facebook Ngân Ngân 100, Facebook Nguyễn Môn 100, Facebook Lê Đô La 100 và Mạnh Thường Quân dấu tên 100, Đan Thanh 100, Facebook Kim Phụng 200, Facebook Lê Nhật Trường 200, Phạm Thị Trinh 200, Hồng Loan 200, Thí An 100, Phương Thanh 200, Facebook Gia Triển 200, Mạnh Thường Quân dấu tên thị trấn Mỹ An 200, Mạnh Thường Quân dấu tên ở Hàn Quốc 1 triệu, tập thể đội bóng Amateur An Hữu 1 triệu, Facebook Nguyễn Anh Thư 100, Mạnh Thường Quân dấu tên thị trấn Mỹ An 100, Facebook Mai Quỳnh 200, cửa hàng âm thanh ánh sáng Nguyễn Trương 200, chị Huệ gần nhà Nguyễn Trương 100, Facebook Ngọc Hoa Trâm 200, Mạnh Thường Quân dấu tên thị trấn Mỹ An 100, Facebook Phương Ngân, xin lỗi, MC Phương Ngân 200, em thi ở Tâm Nông 200, Mạnh Thường Quân dấu tên 100, Mạnh Thường Quân dấu tên 100, Facebook Quốc Thái 300, một người chuyển khoản 200, Mạnh Thường Quân dấu tên ở ngã ba Tùng Nghi 200, Thùy Ngân 100, shop Bé Thảo 200, Lệ Thanh ở Mỹ 500, anh Hưng ở Mỹ 500, anh Sơn ở Mỹ 500, Facebook Nguyễn Kiều Dân 200, Lê Bảo Ngọc 200, Zalo Ngọc Vi 500, Quyền Trân 100, Cô Nhung 200, Thảo 200, Mạnh Thường Quân dấu tên 50, Sớp Hoàng 100, gia đình ở Cao Lãnh 200, Tâm Phú Quý 500, Facebook Ngọc Duyên 200, Trung Hiếu 100, Facebook Nhi Enly 500, chị Trúc ở Cần Thơ 500, anh Vinh ở Cần Thơ 500, em An ở Sài Gòn 500, em Quyên ở Long Xuyên 200, những Mạnh Thường Quân bên Facebook Võ Hồng Nhơn 8 triệu 500. Dạ, thì đây là danh sách của những Mạnh Thường Quân giúp đỡ bé Quý. Dạ, thì tổng cộng là được 23 triệu 600 ngàn. Dạ, 23 triệu 600 ngàn. Thì cái tiền màu mã là chắc là mình làm còn dư hết cô. Dạ, cô giữ số tiền đó để cô lo cho sức khỏe ha. Dạ, thì cô cũng biết cô là cái sức khỏe cô không tốt. Dạ, 23 triệu 600. Thì xin thay mặt cái là đại diện trong gia đình cũng như cảm ơn tất cả các người cái nhà tài trợ giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi. Dạ, anh em cũng như hướng dẫn đoàn cũng như đến đây để giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi, chúng tôi rất là thành thật chúng tôi. Dạ, đây con gửi điện. Dạ, nó đứng ấy thì tôi đứng hết nổi rồi. Gửi cho cha đi, cho này lấy. Này cha của bé nha. 1 triệu đó, 2 triệu. 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 tâm cao luôn bây giờ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tổng cộng là 23 triệu.